cái máy của sư xích qua một chút xíu ở bên tay phải của con để cái hình của sư thấy rõ hơn ạ. Dạ, được. Dạ, được rồi ạ. Dạ, con cảm ơn sư. Hôm nay chúng ta học bài kinh Pahiya. Đây là cũng là một trong những cái bài kinh nổi tiếng hàng đầu của Phật giáo. Nổi tiếng là sao? Nổi tiếng có nghĩa là được giới Tây phương Âu Mỹ người ta đặc biệt chú ý, và tất cả các học giả Tây phương khi mà nhắc đến Phật giáo á, thì người ta nhắc đến những bài kinh như kinh Kalama, kinh Sinsaba, kinh Pahiya. Vì sao vậy? Vì là bởi vì tuy ngắn nhưng mà những bài kinh này có một cái nội dung là mang tính định hướng, và cũng là cái cốt lõi và định hướng trong cái tinh thần, cái giáo nghĩa của Phật pháp. Và đương nhiên bài kinh này đó là theo trung kinh đó thì được Đức Phật thuyết giảng cho một đối tượng rất là đặc biệt, đó là ngài Pahiya, một vị mà ngài tuyên dương là đệ nhất tốc chứng, có nghĩa là trong các đệ tử của Đức Phật thì vị này có khả năng chứng đạo nhanh nhất. Nhanh là sao? Tức là trong thời gian gọi là biết được Phật pháp tính bằng phút, từ lúc không biết đến lúc biết tính bằng phút, và từ lúc biết cho đến lúc chứng thì cũng tính bằng phút, và thậm chí tính bằng giây, tức là tính bằng phút bằng giây thôi, chứ còn không có giờ, không có tính bằng giờ, tính bằng phút bằng giây thôi. 3 phút, 5 phút, 5 giây, 3 giây, nhanh như vậy. Và chứng đạo với tất cả những thành tựu mà vị tinh văn có thể thành tựu trong thời gian tính bằng phút, 3 phút, 5 phút. Thì trước khi đi vào nội dung bài kinh, chúng ta đi vào cái phần duyên sự trước hả? Tức là mỗi một vị Phật chánh đẳng chánh giác ấy, thì có vô lượng đệ tử chứng thánh với cái sự hướng dẫn của ngài. Trong đó thì có vài chục vị được xem là có cái biệt hạnh, giống như một vị vua, trong kinh nó giống như một ông vua mà dưới bên dưới, dưới quyền cai trị ông thì có vô số dân chúng, thiên hạ, bá tánh. Nhưng mà ông, cái triều đình của ông thì gồm có các vị đại thần chuyên trách các cái bộ phận ban ngành khác nhau, như là thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ lại, thượng thư lo chuyện kinh tế, tài chánh, quân sự, ngoại giao, vân vân. Ở đây cũng vậy, Thế Tôn mỗi vị chánh đẳng giác thì các đức Thế Tôn ba đời đó đều có những cái vị đại đệ tử có những cái biệt hạnh, ví dụ như là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Đa Văn, đệ nhất Tinh Tấn, đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Túc Mạng Minh, đệ nhất Phấn Tảo, vân vân. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy, ngài cũng là một vị chánh đẳng giác, và trong số các vị đại đệ tử có biệt hạnh đó, một vị gọi là đệ nhất tốc chứng, có nghĩa là thời gian mà biết đạo và chứng đạo ngắn nhanh, có thể tính bằng phút, tính bằng giây, không có trải qua những cái giai đoạn nghe pháp rồi nghiền ngẫm rồi suy tư rồi cạo đầu đắp y mang bát rồi chuyên tu khổ hạnh rừng sâu núi thẳm, không, vì này không cần cái đó, chỉ cần tích tắc từ cái lúc không biết đạo cho đến lúc biết chỉ tính bằng phút thôi, tính bằng phút thôi. Thì cái duyên sự nó như thế này là đương nhiên mình nói hơi xa một chút, tức là cách đây 100.000 đại kiếp thì có một đức Phật ở trong cái xuất hiện ở trong một cái trái đất đã quỷ, và cứ như vậy mà thành rồi trụ hoại không, mình đến 100.000 lần thì tính trái đất của mình. Thì trong cái trái đất đó có một đức Phật hồng danh là Bodhisattva, ngài cũng có một vị đại đệ tử mà thắng hạnh ấy, là đệ nhất tốc chứng. Thì có một cái anh thiện nam, anh vào chùa anh thấy Đức Phật tuyên dương vị tỷ kheo đó là đệ nhất tốc chứng, anh thích quá, anh lễ Phật cúng dường theo đạo, và anh nguyện về sau này cũng có được, anh cũng trở thành một vị la hán có cái biệt hạnh đó, có cái thắng hạnh đó, và đã được Đức Phật ngài thọ ký cho. Thì 100.000 đại kiếp trôi qua như là một giấc mộng, như là một giấc mộng.
thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đến đời Đức Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, thì Đức Phật Ca Diếp ra đời hoằng pháp độ sinh rồi niết bàn, và giáo pháp của ngài cũng tồn tại một thời gian, sau nó mất. Mất đây có nghĩa là không được người ta biết tới nữa, không được biết tới nữa. Thì trong lúc mà cái giáo pháp đang suy tàn ấy, thì có một nhóm 7 vị tỷ kheo thấy chạnh lòng trước cái cảnh mà coi như Phật pháp không còn được biết đến, không còn được học tập và hành trì nữa. Cái vị nghĩ bây giờ là cái cơ hội mà được gặp giáo pháp, được xuất gia hiếm, mà bây giờ mình gặp đạo trong hoàn cảnh này, bây giờ mình cứ chạy theo đám đông, chạy theo đại chúng, thì đó chỉ là một cái thứ Phật giáo hình thức, một thứ Phật giáo không có nội dung, buồn lắm. Thôi anh em mình cùng chí hướng, rủ nhau vô một cái chỗ hoang sơn giả lạnh nào đó, tập trung tu học rốt ráo, coi như được ăn cả ngã về không. Đấy. Thì 7 vị mới tìm ra một cái mỏm đá treo leo và làm một cái thang, cái thang để trèo đó. Mà anh em lên được đó rồi thì xô đổ cái thang đó đi, có nghĩa là lên được mà không có xuống được, này có nghĩa là sống chết vậy trên cái mỏm đá này thôi. Này. Thì 7 vị tỷ kheo như vậy, thì cái ngày đầu tiên ấy, cái vị mà lớn nhất chính là Hán Lục Thông, chính là Hán Lục Thông mới đi bác về để mà nuôi 6 vị kia. Nhưng mà 6 vị kia từ chối, 6 vị kia nói không, đã lên đây mà với cái lòng là một là đắc đạo, hai là chết mà, thì làm sao có vụ ăn được, ăn thì nó đâu dưỡng chết, không? Một là đắc đạo, hai là chết tại đây. Cho nên các vị từ chối nhìn một bữa. Thì do cái duyên nó khiến cái vị La Hán đó, cái tuổi thọ tới nó cũng đủ rồi, cho nên sau khi anh em từ chối thì ngày từ giá, ngày đi về đi ra khỏi rồi, ngày bay ra khỏi thì mỏm đá thì tìm chỗ thích hợp viên tịch, thì còn lại 6 anh em. Thì đến cái ngày tiếp theo, cái vị một vị nữa chứng tam quả cũng có thần thông đi bác đem về, nói các vị ráng ăn đi, chứ còn gì kiểu này là chết. Các vị nói không, tâm nguyện của chúng tôi đến bây giờ vẫn là không thối chuyển, hoặc chết hoặc đắc đạo chứ không ăn này, chứ không có sống lưng chừng, hoặc chết hoặc là đắc đạo. Thế là cái vị tam quả thì biết rõ cái quyết tâm của các vị này không ép, và vị đó cũng ra đi. Đấy, cũng ra đi, vì cái mỏm đá có chút xíu mà chen chút nhau vậy thì cũng ở được, không giúp được gì mấy ổng, chỉ góp phần chen lấn thôi. Ok, rút lui, chỉ còn là cái năm vị này ở lại đó, thì coi như là ráng lắm cũng không đắt gì hết, và cuối cùng vừa khát vừa đói vừa lạnh kiệt sức chết. Thì đương nhiên thì chúng ta biết rồi, nói theo cách nghĩ của Phật tử Việt Nam là chắc tu hành ghê gớm, chỗ đó là chắc về trời hết, nhưng mà chưa chắc, cái đó là cũng chắc. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta nỗ lực ghê gớm là trước mắt thôi, nhưng mà cái tiền nghiệp quá khứ thì nó tới một núi lận, không? Làm sao mà một núi mà nó xô đổ một, mà làm sao mà cái chuyện tu hành trong một thời một kiếp sống mà có thể xô đổ được một cái núi tiền nghiệp được, không? Cho nên trong kinh gì đó là sau đó thì các vị đi theo cái nghiệp của mình, vị thì đi về cõi này, vị thì về cõi kia. Thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta nhớ 7 vị tỳ kheo đó, một vị thì chứng là Hán Niết Bàn rồi, miễn kể. Vị thứ hai thì sanh về cõi Ngũ Tịnh Cư, tức là cái cõi dành cho các vị A La Hán ấy. Vì đó một hôm chợt nhớ lại kiếp xưa, nghĩ rằng nhớ lại, vì nó xét rằng nữa là không biết mấy người bạn cũ anh em hồi xưa mà sống chết ở mỏm đá là bây giờ ra sao. Thì ngài xét thấy mỗi vị bây giờ đều có một cái định phận hết. Có vị bây giờ vẫn tiếp tục còn phàm mà đang đi tìm đạo, có vị đã chứng La Hán rồi, bla bla bla. Nhưng mà riêng có một vị đang rất cần sự giúp đỡ của mình, đó là ai? Đây, đó là ai? Đây, bây giờ mình dẹp, mình chấm cho đó, mình qua vụ khác. Thì trong năm vị tỷ kheo kiếp xưa đó, bây giờ đó, bây giờ có một vị sinh ra ở tại một cái xứ tên là xứ Pahiya. Một cái vùng gọi là một cái địa phương xa xôi. Pahiya và vì nó xa quá cho nên cái dân trung tâm á kêu là cái xứ Pahiya, cái xứ phương ngoại, nó gần như là biên địa bắc chân ta mới đi xa vậy đó. Nó xa quá rồi, cái dân trung thổ nó kêu là xứ Pahiya. Thì ngài sanh theo đó và ngài cũng được đặt tên là Pahiya. Rồi ngài mới là cùng với anh em tổ chức một cái chuyến đi biển, đi buôn trên biển, mà chẳng may thuyền bị bể, ngài tấp vô.
tấp vô một cái bờ biển tên là Suparakat. Mà cái bờ biển này là cách Savatthi của Đức Phật là 2000 do tuần. 2000 do tuần mà mình tính ẩu ẩu đi, tính ẩu đi. Thì do tuần có chỗ nó do tuần là 11 cây số, có chỗ tính là 9 cây số. Thôi giờ mình tính 9 cây cho nó chắc ăn. Thì mình lấy 9 mà mình nhân cho 2000, cái vị nghĩ nó bao nhiêu? Đó ông kiên tính. tôi muốn tính mà tôi nổi da gà. Tức là lấy số 9 km mà nhân cho 2000 cái bộ hơi bị nhiều, Cách nói của trong nước là hơi bị nhiều. Người tắp vô đó coi như áo quần ta nói tanh chành tả tơi hết. Thì ngài mới lấy đỡ ba cái thứ vỏ cây sơ dừa đó quấn tạm. Mà cái dân xứ đó thì nó là xứ mà xứ biên địa mà nó mê tính ghê lắm, giống như là miền quê của ngài ở Chanh Cha đó, bên Thái đó. Thời nay này mà nó cũng đâu có nổi xa lắm. Vậy đó mà lúc mà ngài Chanh Cha ngài đi ngài dạy đạo cho Âu Mỹ rồi cho dân Bangkok, cho dân Y Sản tùm lum cả nổi tiếng khắp trên Thái Lan. Mà ngài về cái quê của ngài, ông ơi, ngài về tới nơi mà ngài thấy ông ơi, nó mê tính cực kỳ, mê tính lắm, dạy không nổi mà. Ngài Chanh Cha ngài đi ngài dạy cả thế giới đó, mà về bản quán quê xưa rồi bó tay. Xa xôi lắm, thì cái dân đây nó dùng sâu dùng xa, nó mê tính lắm. Nó thấy ông nội này sao mà quấn ăn mặc quái đản quá, nó nói ông này chắc là thánh nhân ở đâu, ở phương nào tới đây. Thế là nó xì sụp, nó bái lại coi như là cung đốn cúng dường. Này, ông thấy được quá, ông nói mình do tai nạn tấp vô đây mà có bộ đại vụ mà ăn mặc quái gở này cũng được à. Thế là ông không có ăn mặc bình thường như người ta, mà ông tiếp tục lấy sơ dừa vỏ bướp rồi ông che thôi. Do đó ông có một cái ngoại hiệu là Đa Rú Chia Ri Giá. Đa Rú là cây cây, nhưng mà nên phải hiểu là vỏ cây. Chia Ri Giá là y phục. Tên ông đó là Ba Hí Giá, nhưng mà bây giờ người ta kêu thêm, gắn thêm cái ngoại hiệu nữa, đó là Ba Hí Giá, Đa Rú Chia Ri Giá. Có nghĩa là Ba Hí Giá mà là cái người mặc áo bằng cái vỏ cây, cũng giống như là Đông Tà. Tên thiệt là Hoàng Cố, nhưng mà ông rất là giỏi, gọi là nho y lý số phong thủy y thuật, cho nên mới kêu là Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư à, thêm cái chữ Dược Sư nữa ở đây cũng vậy đó. Thì ông yên tâm, nó êm quá rồi, quá êm. Bây giờ cuộc đời mình như vậy là mình chung thân suốt kiếp sống ở đây để làm mà kiểu mà thánh nhân trái hình kiểu này là tuyệt vời. Đấy. Thì lúc đó cái ông Phạm Thiên mà ở trên ông mới rà xuống cũng tìm cái bạn cũ mình, bây giờ năm mạng bây giờ ở đâu hết rồi. Đấy. Thì ông rà xong thấy cái ông này đang gọi là múa gậy vườn hoa. Đấy, đang múa gậy vườn hoa. Đang gọi là một cõi đi về ở Suparakat. Nó không được, cái đà này là không xong. Ngày xưa tu hành quá cỡ thợ mộc rồi, bây giờ xa vào cái đường tà của này là tiêu. Coi như là đúng củi 3 năm đốt 1 giờ. Đấy. Ông mới xuất hiện. Cho nên trong chánh kinh chỉ nói là có một vị trời Devata. Salohitaka Devata, tức là một vị dịch sát Bali là một vị trời cùng huyết thống, nhưng mà tôi chú giải nói không, không có huyết thống gì hết, không có quan hệ máu mủ gì đây hết, mà chứ Salohitaka có nghĩa là chí thiết chí thân, còn Devata đây không phải là dục thiên dạ ma đủ sức tứ thiên vương đâu, mà ở đây là một vị phạm thiên ở cõi gọi là tịnh cư đó. Tịnh cư rồi nó xuất hiện mới nói rằng ông không phải là thánh. Ông phải là thánh, đừng có tự nhận mình là thánh, đừng có hiểu lầm mình là thánh, mà cũng đừng có nhận mình là thánh. Bậy bậy. Thật ra đó, trên đời có thánh thiệt, và cái người đã biết cách dạy người ta làm thánh thôi. Trong kinh kêu là La Hán đó, vì đó là La Hán thứ thiệt, mà biết cách dạy cho người ta làm là La Hán nữa. Tôi khuyên ông tới tìm cái vị đó đi, vị đó ở kinh thành Savatthi. Cứ đi rồi hỏi dọc đường người ta chỉ cho, giống như ở Mỹ mà hỏi Washington ở đâu thì thế nào cũng có người chỉ thôi. Ở Úc mà hỏi Sydney, ở hỏi Brisbane nó giàu xa xa, tất nhiên người ta cũng cứ chỉ cho mình đi phi trường nào. Đại khái như vậy. Thì ông vừa đi và hỏi, mà các vị tưởng tượng một là 2000 do từng, có nghĩa là mình lấy 9 km là mình nhân cái 2000 xa lắm, mà ông đi trong một đêm thôi.
À, thì có bản dịch nó là đi trong một đêm, nhưng mà trong bản Pali thì là saparati, có nghĩa là suốt đêm, mà có chỗ dịch là đi một đêm, có chỗ nói là đi suốt đêm, hai cái khác nhau. Thì trong chú giải chọn cái giải thích là đi suốt đêm, có nghĩa là ông vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ. Mà trong chú giải cũng có nói thêm là với cái Phật lực của Thế Tôn, mà cũng là với cái sự hỗ trợ của chư thiên, đặc biệt là của cái vị Phạm Thiên kia, giúp cho ông đi nhanh hơn và ông không mệt, mặc dù ông vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ. Có nghĩa là đêm ngày không cần biết, miễn sao ông băng qua được cái quãng đường xa như vậy và về đến Savatthi thì ông rã rời, đi không nghỉ. Mà vì sao vậy? Vì sao không nghỉ? Thứ nhất là trong kinh nói là do cái phước riêng của ông. Ông đã tu 100.000 đại kiếp rồi. Cái kiếp này là kiếp ông phải chứng lại, ông không thể chết được. Và do cái gọi là cái linh tính, cái linh giác của ông. Ông linh cảm được là ông không có sống lâu, ông biết. Nói biết thì mới đúng, nhưng mà ông có cảm giác không sống lâu. Cho nên bằng mọi giá, ông phải đốt thời gian để đi. Đốt thời gian để đi. Thì chuyện được phần còn lại bà con biết rồi. Ông vào chùa Kỳ Viên thì ông hỏi chư Tăng nói Phật đi bác. Thì ông mới tiếp tục hỏi mọi người, tìm của ngài đang đi bác ở đâu, và ông gặp ngài Dập Đường. Này. Thì lúc đó ngài đang đi bác. Ngài nhìn buổi sáng đó là ngài đã biết rồi, mời sáng. Thì Đức Thế Tôn gọi là Pachu Sasamaye đó, là buổi sáng đó là ngài đã rạng sáng là ngài đã biết bữa nay ngài sẽ gặp một cái vị đại đệ tử mà đã gọi là hướng nghĩ về ngài suốt 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp trước là vị đó đã được ở ký là sẽ là vị đại đệ tử của Đức Phật Gautama. Ngài biết hôm nay người ta sẽ gặp một đại đệ tử, và vị đại đệ tử đó chỉ có thể hạnh ngộ với ta rồi vĩnh viễn chia tay ta trong vòng là vài phút thôi. Ngài biết. Cho nên đó, khi mà ngài gặp ông, trong kinh nói đó, cái này vừa chú giải mà vừa chánh tạng nha, chỉ trong chánh tạng thì không có nói rõ như chú giải. Lúc Đức Thế Tôn thấy rằng ông vừa đi qua một quãng đường quá xa, ông đang quá mệt lắm. Và thân thì đang mệt mà tâm ông thì đang quá bồng bột. Ông gặp ông mừng lắm. Trong kinh nói lúc đó Đức Phật cố ý cho ông nhìn thấy hảo tướng uy nghi của ngài, hào quang của ngài, hảo tướng của ngài. Thân thì rất là mệt mà tâm ông thì đang quá bồng bột, nhìn ngài là ông là chết điếng, ông mừng, ông vui, chết điếng. Thì khi mà ông nói rằng Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy giảng đạo cho con nghe, nhờ vậy con sẽ được nhiều lợi lạc. Thì ngài xét thấy là ông này ngay bây giờ ông chưa sẵn sàng, phải một tí là tích tắc nữa thì mọi thứ nó mới lắng xuống. Bát tí bát sam phi là mọi thứ nó lắng xuống, này lắng xuống, nó lắng xuống. Thì ông mới nghe được, cho nên ngài từ chối để cho cái tâm ông ấy nó trùng xuống một chút. Nó ta đang đi bác, không phải thời thuyết pháp. Ông nói bạch. À quên, ở đây cũng phải nói thêm là mình dịch từ Dịch Thế Tôn, trong đó thì có chỗ kêu là Phát Qua, có chỗ kêu là Thanh Tê, nhưng mà mình đừng ngạc nhiên. Mình bây giờ mình phải Phật tử mình mới biết chữ Thế Tôn, nhưng thời xưa đó, cái chữ Thanh Tê hoặc là chữ Phát Qua là chỉ chung với mấy người có đức hạnh, thì mình dùng mình để mình xưng hô. Nhớ nha, cái chữ Phật Qua là cái ngôn ngữ của thời đó, một chữ của cái ngôn ngữ thời đó, chứ không phải nó không có mang nghĩa chuyên môn như mình bây giờ, không? Mình giờ phải là Phật tử thứ gốc mình mới biết dùng những cái chữ đó, Thế Tôn rồi Thiện Thệ rồi đó, chứ thời xưa thì không. Thời xưa thì cái chữ đó bình thường. Mà dĩ nhiên biết đạo rồi thì mình biết cái nghĩa nó sâu hơn thì thôi. Cái cách xưng hô đó người ngoài không biết. Chỉ cái trung kinh chỉ nó có một vài trường hợp như là Phạm Thiên ấy. Có nhiều vị Phạm Thiên gặp Đức Phật không có gọi ngài là Phát Cao Qua, không có gọi ngài là Thế Tôn, không có gọi ngài là Thanh Tê, mà gọi là Marisa. Marisa, chữ Marisa nó hay đó. Marisa có nghĩa là sao? Chữ Marisa cái gốc nó, cái gốc nghĩa xưa của nó giống như chữ Marisa. Tức là măng sa di sát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như tôi. Cho nên Marisa là hiền hữu. Cái chữ này nghĩa đen nó là gì? Là cái người mà tôi thương như là bản thân của tôi. Bạn vàng ơi, để tôi hỏi ngài cái này. Bạn vàng ơi, chứ bạn vàng mới gần giống chỉ bạn vàng tiếng Việt Nam. Marisa. Tôi lạc đề để cho bà con biết thêm tiếp chi nữa. Thêm tí kiến thức cũng không chết, ông chết bài đâu.
Thì ông nói bây giờ con không có biết chắc là Thế Tôn còn sống được bao lâu và con sống được bao lâu. Đây là cái dịp mà con nghĩ là duy nhất, biết đâu là duy nhất, biết đâu là cuối cùng để mà con được nghe pháp Thế Tôn. Con không biết Thế Tôn sẽ đi trước con hay là con đi trước Thế Tôn. Thế Tôn dạy với con, đó là nguyên văn Pali. Con không biết Thế Tôn đi trước con hay là con đi trước Thế Tôn. Đấy. Thì Đức Phật thuyền chỗ hai lần, tới lần thứ ba người nói thôi được, ta sẽ nói vắn tắt thôi. Đây, đây mới là nội dung ghê gớm, cốt lõi ghê gớm của kinh này. Thấy chỉ là thấy thôi. Đấy, bây giờ bà con mở mở ra nha. Bà con mở. Tôi hy vọng bà con mình là có dịp học hết một bộ năm cuốn Kalama này. Mà đừng có sợ, đừng có sợ. Thứ nhất là mang tiếng năm cuốn mà nó có 2.5 cuốn thôi. Là bởi vì một nửa là tiếng Pali. Đấy. Mà 2.5 cuốn đó thì coi như nó là đâu có bao nhiêu cái gì, không bao nhiêu hết. Mà chưa kể là cái kiến thức Phật pháp nó sẽ đi theo nó, để sẽ được mình hàm dưỡng, nuôi dưỡng, nó sẽ tiến triển theo cái hướng mà toán gọi là lũy tiết, cứ nghe là theo cái hướng là toán nhân, theo cái hướng là nhân đôi nhân ba, cứ nghe là biết được cái chuyện này đó thì cái chuyện sao mình biết dễ hơn, nhanh hơn. Đấy, cho nên khi mình được nghe giảng một số bài kinh rồi thì những bài kinh còn lại đó là mình chỉ cần nhắc sơ thôi là được rồi. Đấy. Cho nên 5 cuốn mà chỉ còn 2.5 cuốn, mà 2.5 cuốn trong đó có những phần lớn là trùng, trùng có nghĩa là bài mà bài A bài B đã giảng rồi thì bài C bài F nghe dễ hơn. Này như vậy thì mang tiếng 2.5 mà học rất là mau, à, mau lắm. Bây giờ thì chúng ta đã có 2 cuốn rồi. Đấy. Và chúng tôi đang hoàn tất nội dung cuốn 3. Và nói hứa hẹn, hẹn thì giống như quảng cáo thì kỳ, nhưng mà phải nói đó là cuốn 3, cuốn 4 thì cái nội dung còn còn khiếp nữa. Ngắn, gồm toàn những bài kinh càng lúc càng ngắn dần. Chúng tôi quấy lựa những bài ngắn để cho bà con đừng có ngán. À, nhưng mà đó là bao gồm tất cả những vấn đề mà một người Phật tử sơ cơ nói riêng và cái người mà gọi là tâm đạo nói chung bỏ túi chừng đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà cộng với các bài giảng ngày thứ hai đó thì tôi nghĩ rằng đó, bà con không có uổng phí kiếp người, mà cũng không có phải hối tiếc là tại sao theo đạo mấy chục năm mà sao cái đầu nó giống như trái dừa chỉ để đổi nấu thôi. Đấy, rồi thì lúc bây giờ đó là Đức Phật ngày dạy như thế này. Đấy, Đức Phật ngày dạy như thế này. Đấy, như vậy, thế này. Trong cái thấy đó, chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, không? Trong cái suy nghĩ chỉ là cái suy nghĩ thôi. Bây giờ mình diễn dịch ra nè, trong cái thấy chỉ là thấy, không có ai thấy hết. Đây, nhớ nha. Các vị biết cái hộp quẹt, mình cứ kêu cái hộp quẹt của tôi mới mua cái hộp quẹt. Đó, mình cứ nói như vậy, nhưng mà các vị biết. Nói như ông Tô Đông Pha, hồi đó tôi tưởng là Tô Đông Pha nói, tới hồi tôi mở kinh rồi tôi thấy trong kinh mình có cái bài kệ y chang như Tô Đông Pha. Tôi e là cái ông Tô Đông Pha đó. Một là ông, mình giả định ông coi trong kinh Tạng đó, kinh Hán đó, kinh Hán Tạng đó, đời nhà Tống đã có Hán Tạng đó. Ông thấy có một cái bài kinh ông thích quá, ông mới dịch lại. Ông không biết tiếng Hán tiếng Phạn, ông chỉ sửa lại cái lời dịch thôi thành thơ của ông. À, hai nữa là ông cao hứng ông làm một bài thơ mà diễn lại nội dung đó. Đấy. Và cái bài kinh đó đã được chúng tôi đưa vào trong quyển Kalama 3. À, nó như thế này, bây giờ tôi nói hộp quẹt trước. Mình nói cái hộp quẹt, nhưng mà thật ra đó là lửa tự hộp quẹt, cái lửa nó vốn dĩ không có nằm sẵn trong cái hộp quẹt. Mà nó chỉ có mặt khi nào có sự kết hợp hợp lý giữa cái bánh xe, viên đá lửa, một tí ga hoặc là một tí xăng. Thì ga, xăng hoặc là đá, rồi đá lửa, rồi cái bánh xe, rồi chưa kể là cái cấu trúc hợp lý của cái hộp quẹt nữa. Có cái cấu trúc nữa, chỉ còn cái hộp quẹt mà cái bánh xe gắn ngu quá thì nó cũng không có ra lửa được. Này, phải, nó phải là một cấu trúc hợp lý, không? Thì tổng cộng là cấu trúc hợp lý của bánh xe, sự kết hợp hợp lý của bánh xe kết hợp trên một cấu trúc hợp lý, sự kết hợp trên một cấu trúc hợp lý của những món sau đây: lửa hoặc là xăng, rồi bánh xe. Đấy, rồi nó mới ra cái tia lửa. Mà cái tia lửa nó tồn tại bao lâu là do mình.
Và khi hết duyên thì tia lửa đó nó mất, và mình lấy cái hộp quẹt đó mình đút vào túi quần một cách an toàn, và có thể ngủ với cái hộp quẹt trong túi quần, túi áo. Lúc đó không có lửa, không có bị phỏng đâu sợ. Đấy. Mà khi nào cần thì mình cho mấy cái thứ đó nó kết hợp với nhau một cách hợp lý thì nó mình bèn có lửa, chứ còn lửa vốn dĩ không có sẵn ở trong đó. Thì cái bài kinh nãy tôi nói đó, trong kinh nói cái tiếng đàn nó không nằm trên cái cây đàn, dây đàn, thùng đàn, trục đàn, phím đàn, no. Trên cần này, trên trục đàn, phím đàn, dây đàn, thùng đàn. Trên nó không có sẵn tiếng đàn. Và nó cũng không nằm trên ngón tay của người chơi đàn. Mà khi nào mấy cái này mà nó gặp nhau một cách hợp lý, với một sự kết hợp hợp lý của mấy cái thứ này, thì nó mới bèn ra cái tiếng đàn. Cũng vậy, cái mình gọi là ông A và B, nó là một cái sự kết hợp tối thiểu giữa ba thứ căn, cảnh và thức. Sự hiện hữu của mỗi con người suy cho cùng nó chỉ là cái sự hiện hữu của sáu căn và sáu đẳng thôi. Tức là mình nói ông A, bà B, hoa hậu, ăn cướp, du đảng, thì chùa, linh mục, thủ tướng, tùm lum hết, nói cho nó sang, chứ thật ra nó chỉ là sự kết hợp của sáu căn sáu đẳng. Có nghĩa là mình nói là nói gọn sáu căn, tức là mắt và cái mà mắt thấy, vừa gồm cái hình ảnh và hình màu sắc, hình dáng và màu sắc. Tai, tức là gồm có lỗ tai và âm thanh tiếng động. Mũi, gồm lỗ mũi, mình thần kinh khứu giác và các mùi. Lưỡi là thần kinh vị giác và các vị. Thân là gồm cả cái dùng xúc giác và những gì mình có thể sợ chạm. Và ý, có nghĩa là cái ý thức, mình có thể cái tư duy, cái tinh thần, cái tâm linh của mình, cộng với những đề tài suy tư của nó. Thì chỉ có sáu cái này, sáu căn sáu tầng, nó làm nên cái mình gọi là ông A, bà B, con chó, con heo, con mèo, con vịt. Cho nên cái sự hiện hữu của một con người chỉ là hiện hữu của sáu thứ này. Đó là cách nói cho người sa cơ. Còn nói chuyên môn hơn nữa thì mỗi phút giây như vậy chúng ta chỉ tồn tại với một trong sáu căn thôi. Chỉ cái gì, mỗi trong A Di Đà nói mỗi một phút, ví dụ như con mắt nó đang làm việc thì toàn bộ các giác quan còn lại lúc đó không làm việc được, mà vì nó quá nhanh tụi nó tiếp nối nhau. Khi mà cái tâm nhãn thức nó có mặt thì lộ, thì nhĩ thức rồi tỷ thiệt thân ý dẹp ngay lúc đó, chỉ có tâm nhãn thức. Và với cái sắc pháp nền tảng thì mình đang sanh lên cõi ngũ uẩn, mình có thân và tâm, có hồn và xác, thì lúc đó là về tâm là chỉ có một tâm nhận thức trên cái nền tảng của vật chất, trên nền tảng sinh học, để cho mắt nó làm việc. Nó chỉ chụp hình thôi, nó chụp hình thôi, chứ nó con mắt mình nó chụp hình cái đó là đó, thì chứ nó chưa biết cái đó là cái gì. Nó chụp xong nó mới đưa vô trong cái ý thức nó là cái này là cái tô, cái chén, cái này là đàn ông đàn bà, da trắng da đen. Đó. Thì ở trong nó làm việc, nhưng mà con mắt thì chụp hình thôi. Cho nên ở cái bài kinh này rất là sâu ở chỗ nào. Thứ nhất, xác định rằng mọi thứ ở đời này nó vốn không có gì là một, mà tất cả là sự kết hợp, sự tổng hợp, sự gặp gỡ giữa các điều kiện. Đó là vô ngã. Ở đây không có một cái cá thể, một cái tôi nào hết, mà đó là sự kết hợp của các điều kiện nó mới làm nên cái gọi là hiện tượng, hiện tượng có mặt. Cái sự có mặt mình cũng chỉ là một cái hiện tượng thôi. Nó tạo nên sự hiện hữu của cái mà mình gọi là con người, mắt tai mũi lưỡi, cứ theo cách để mình hiểu. Có nghĩa là đời sống của mình chỉ là sáu căn, và hoạt động của mình sự hiện hữu của mình chỉ là sự hiện hữu của sáu căn. Nghe, phải ghi cái này, sự hiện hữu của mình chỉ là hiện hữu của sáu căn, đối tượng của sáu căn là sáu trần, và cái đời sống của mình chỉ là hoạt động của sáu căn. Vậy nói gọn lại, sự hiện hữu của mình chỉ là hiện hữu của sáu căn, hoạt động của sáu căn chính là cái sự là làm việc giữa sáu căn sáu trần, còn đời sống của mình nó chỉ là hoạt động của sáu căn, chỉ đơn giản như vậy. Và ngoài nó ra không còn một cái gì để gọi là tôi hay của tôi. Nhớ cái đó, cái này là gì, nó hơi trừu tượng nha, nó trừu tượng thì ok, tôi giảng thành xuôi. Thì bà con nghe được thì nghe, con nghe được đi chết đi, chứ bây giờ tôi đâu có giúp được, không? Rồi. Mình luân hồi là sao? Là do mình không có biết chuyện đó. Mình không biết rằng sáu căn sáu trần nó do duyên mà có. Cho nên mình mới đam mê trong cái tấm thân này. Dầu mình làm con chó đi nữa, thì mình vẫn tham sống sợ chết. Vẫn muốn ăn cái này, vẫn muốn ngửi cái kia. Đây, vẫn muốn nằm chỗ nọ. Làm con chó, con heo đó, con dồi đó. Mình vẫn như vậy. Đây. Và khi mà mình giải thoát là gì, là mình biết được cái cấu tạo của cái đời sống này nó chỉ là vậy thôi.
không có gì để thích và không có gì để ghét, và tất cả chỉ là giả lập, à, giả lập giả tưởng thôi. À, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đấy, mà mình thích cái này mình ghét cái kia đấy, mình thích cái này mình ghét cái kia, có được cái mình thích mình gọi đó là hạnh phúc, còn mà gặp cái mình ghét thì mình gọi đó là đau khổ, chỉ vậy thôi. Tu tứ niệm xứ là sống bằng chánh niệm, để thấy ra hai chữ, thấy ra hai cái, quát và hao, hao và quát, biết rằng mình đang đi đứng nằm ngồi, đang ăn uống, tắm rửa, đánh răng, lau mặt, thì đó là biết cái hao, biết mình đang hoạt động thế nào. Và quát có nghĩa là biết cái gì nó đang tồn tại trong lúc đó, biết rằng đây là khổ thọ, đây là lạc thọ, hỷ thọ, xả thọ, biết đây là tâm tham, biết đây là tâm sân, biết là tâm si, biết đây là tâm thiện, biết cái này là chánh niệm, là trí tuệ, là biết này là thiền định, đó là biết cái what, là biết cái gì, biết how và biết what thôi. Biết như vậy thì không còn thích, nếu mà đủ duyên ở đây phải mở ngoặc, đủ duyên thì không còn thích, không còn ghét, có thích nên mới có ghét. Khi ta thích một cái gì đó thì ta sẽ có cái ghét ngược lại, thích êm ấm thì ghét cái gì không êm ấm. Đấy, nhớ cái đó, hãy có thích thì có ghét, mà hãy có ghét thì mình, khi mình ghét cái gì đó là mình kín đáo, mình sẽ thích cái ngược lại cái mình ghét. Đấy, luôn luôn như vậy. Và có thích ghét thì mình mới có tìm hướng giải quyết. Giải quyết sao ta? Đi tìm cái mình thích, trốn cái mình ghét. Cả một cái hành trình làm người của mình, làm người hay là làm thú, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, nó chỉ là hành trình trốn khổ tìm vui, chạy theo cái thích và trốn chạy cái ghét, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Và nó có hai cách trốn chạy, hoặc là làm ác, hoặc là làm thiện. Đây, mà đa phần là làm ác, đa phần là làm ác. Mà toàn bộ đời cái hành trình đời sống mình đó, nó chỉ là một cái chuỗi thời gian mà trốn khổ tìm vui, chạy theo cái thích và trốn tránh cái ghét, chỉ vậy đó. À, làm sanh tử. Mà khi mình biết được mọi thứ là giả hợp, giả lập, do giả tưởng mà có, thì mình tự mình buông. Rồi có một ngày, ngày trước đó, là mình còn phân biệt cái này là sướng, khổ, sắc, dơ, đẹp, xấu. Rồi sẽ có một ngày mình thấy rằng mấy cái này là do mình nghĩ ra, tức là trong một cái môi trường, trong một cái điều kiện đặc biệt nào đó, thì mình sẽ thích ăn cái món nào mà không thích ăn món khác. Trong một cái hóa thân nào đó, mình thích ăn thịt sống máu tươi. Trong một hóa thân nào đó, mình thích ăn xác động vật chết hôi thối. Trong một hóa thân nào đó, mình thích ăn côn trùng sâu bọ, mình thích ăn rau trái củ quả. Nhưng mà trong hóa thân nào đó, mình thích ăn cái đồ chiên xào nấu nướng. Trong một hóa thân nào đó, mình chống chọi với cái lạnh, cái nóng bằng lông, bằng da. Nhưng mà trong một hóa thân nào đó, mình chống chọi cái nóng bằng áo, quần, y phục, dù, nón. Đã, đó là tùy kiếp, tùy cái hóa thân. Mà như con bò, con trai trâu thì nó chỉ chống chọi cái nóng, cái lạnh bằng cái da và lông nó thôi. Nhưng mà khi mình làm con người thì mình chống chọi cái nóng lạnh bằng áo, quần, y phục, nhà, cửa, xe, cổ, mái, che, vách, ngăn, lập 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 la. Nghĩa là cái điều kiện hạnh phúc của con bò nó không giống cái điều kiện hạnh phúc của con người. Và cái điều kiện hạnh phúc của một người Nhật nó không giống cái điều kiện hạnh phúc của một người Việt. Mà người Việt giàu nó khác người Việt nghèo, người Việt khỏe mạnh nó không giống cái người Việt bệnh hoạn. Đấy, có người suốt ngày sức dầu quấn khăn chùm mền trốn trong chỗ khuất nắng thì thấy gọi là sướng. Nhưng có người là phải phạch ở trần mặc áo ba lỗ xà lõn quần cục đi nghinh ngang ngoài nắng ngoài gió họ mới thấy hạnh phúc. Đấy, nó có trường hợp có người cả đời là chỉ muốn ngâm nước lội trong nước, cả có người cả đời thấy cái nước là nổi da gà rùng mình ở lạnh chân sống, thấy chưa? Có nghĩa là do cái tùy cái môi trường, cái điều kiện sinh học, nhiều và nhiều thứ mà chúng ta thích cái gì và ghét cái gì không giống nhau. Và từ đó hãy có được cái mình thích thì mình gọi nó là hạnh phúc, mà gặp cái mình ghét mình bèn gọi đó là đau khổ. Và để giải quyết cái ý muốn là trốn khổ tìm vui ấy, chuyện gì ta cũng làm, có kẻ thì làm là ác, có kẻ thì làm lành, mà cứ vậy làm nên cái dòng chảy sanh tử luân hồi bất tận niên viễn thiên thu. Một ngày nào đó gặp được Phật pháp, gặp được minh siêu thiện hữu thì mình mới biết đâu bắt đầu biết chỉnh lại, biết sống với niệm và tuệ để nhận ra bản chất đời sống. Ồ, thì nó là như vậy đó. Thì khi mà ngài mới nói như vậy nè, khi mà ngươi biết sáu căn, chỉ là sáu căn, ở đây không có một cá thể, có một cái tôi, cái gì là của tôi hết, thì nhờ về cái này là đặc biệt thế này.
chỗ này chúng tôi dịch, ai mà cứ dựa vào cái bản bản Pali đó thì thấy kỳ lắm. Tại sao chúng tôi dịch nó nhiều hơn cái bản dịch, cái lời dịch Việt nó dài hơn bản Pali? Mà vì sao như vậy? Là bởi vì chúng tôi dựa vào đồng chú giải này, dựa vào đồng chú giải. Ở trong bản Pali á, là rất là gọn. Khi mà ngươi mà hiểu được như vậy đó thì sao? Ta tô thân. Khi mà ngươi hiểu được như vậy thì nát tê nát, chỉ nói bao nhiêu đó thôi, nát tê nát, có nghĩa là ngươi sẽ không không bị bởi cái ấy, mà bị cái gì không nói. Đó là một cách nói gọn, ngươi không bị bởi cái ấy, chỉ vậy thôi. Và khi mà ngươi không bị bởi cái ấy thì ngươi sẽ không bị trong ấy, mà bị cái gì trong ấy không nói, mà chỉ nói ngươi không bị bởi cái ấy thì ngươi sẽ bị không bị trong ấy. Mà khi ngươi không bị trong ấy mà bị cái gì trong ấy không có nói, đó là một cách nói gọn. Ngôn ngữ nào cũng vậy, cũng có cách nói gọn. Chẳng hạn như hôm qua có cách nói gì mà trời đất ơi, tôi nói bác sĩ nha, dược sĩ nha, bằng cấp đầy một túi, mà nó gọi con nó cự với tôi, mà coi như nó muốn chửi cha tôi luôn, nó mới hiểu. Tôi nói thế này: cầm lên để hạnh phúc mà đặt xuống để hết khổ. Họ không hiểu, họ nói tu là mình phải không được cầm lên, cầm lên đau khổ. Nói gì lỡ người ta cầm lên, ủa còn cái câu sao không đọc. Nó hiểu vậy đó. Giống như trong danh ngôn có câu này: đừng đi trước tôi, tôi không muốn xem anh là thầy. Đừng đi sau lưng tôi không muốn làm thầy của anh. Hãy đi ngang tôi, chúng tôi là bạn. Cái câu này mà hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa đen, nghĩa theo nghe mà tiểu học elementary là thấy bà mẫu luôn sao hiểu. Đừng đi trước tôi không có làm học trò của anh đâu. Đừng đi sau tôi cũng không có thích làm thầy của anh. Và đừng đi trước tôi là không là học trò của anh đâu. Mà hãy đi ngang tôi, chúng ta là bạn. Cái câu này nghĩa nó rất là hế, sâu ghê lắm. Mà nghĩa là anh đừng có áp đặt giáo điều, anh đừng có làm lên mặt dạy đời tôi ra, tôi mới nghe anh đâu. Nhưng mà anh cũng đừng có thờ phụng tôi cũng không muốn đâu. Nhưng mà chúng ta hài hòa, cởi mở, đồng cảm thì chúng ta sẽ có nhân. Nếu vậy thì nó gọn, nó mềm biết như là đằng này không. Cái hiểu nghĩa đừng đi trước tôi không muốn làm học trò của anh. Đừng đi sau tôi không muốn làm thầy của anh. Hãy đi ngang tôi thì chúng ta sẽ là bạn. Mình danh ngôn mà đi mà hiểu cái kiểu kia là thấy bà nậu rồi, đi chết đi. Rồi ở đây nó giải thích thế này: khi mà hiểu được chỉ có sáu căn làm việc, chỉ có sáu căn hiện hữu, ở đây không có một cá thể nào hiện hữu, không có cá thể nào làm việc hết. Khi mà hiểu được như vậy thì sẽ không bị trói buộc vào này, cái phần này đã giặt rồi. Khi mà hiểu được như vậy mà ốc đơn cộng với cái duyên lành ba la mật, chứ còn mà nếu nó hiểu như vậy mà hết tham ái thì không được. Phải mở mặt đủ duyên lành ba la mật. Thí dụ như tôi nói thế này: bà con là ăn uống cẩn thận, thuốc men cẩn thận, thường xuyên tập thể dục, đầu óc lạc quan, sống ở chỗ thông thoáng, có gió có nắng, thì sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà phải có mặt đơn là cái cơ địa bà con nó ra sao đấy. Chứ còn bà con mang trong người mình một cái căn bệnh di truyền từ nhiều đời, bà con hiện giờ đang bị một cái chứng nan y trong người, đang bị Omicron trong người, mà bây giờ mà ăn uống cẩn thận rồi thể thao rồi phơi nắng rồi thì nó đâu có tác dụng. Khi người ta nói như vậy mình phải hiểu nó trong cái trường hợp nào, chứ mình không mới bắt người ta mở ngoặc đơn được nha. Rồi ở đây cũng vậy, khi mà hiểu như vậy thì sẽ không bị trói buộc với tham ái và tà kiến, đã không có chìm sâu ở trong cái ngã chấp đây là tôi, đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi. Bây giờ cái câu này mới ghê này, đó là dịch theo chú giải, nhưng mà cái phần còn lại thì chúng tôi lại quay trở lại với chánh đại. Nhờ vậy ngươi không tiếp tục hiện hữu ở nơi đâu và lúc nào nữa. Đây là chúng ta dịch gọn, chứ còn trong bản chú giải để thế này: nhờ vậy ngươi sẽ không có tiếp tục hiện hữu tại đây, ở đằng kia và ở giữa hai nơi. Ý thác là ở đây, hú răng là đằng kia, mà ú phá giam măng ta ri nó là ở giữa hai nơi. Đây chính là điểm kết thúc của tất cả đau khổ. Khi mà hiểu như vậy thì ngươi sẽ không, đi trong bản dịch thì chúng ta làm gọn gọn là ngươi không tiếp tục hiện hữu ở nơi đâu và lúc nào nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có bị vướng kẹt. Chứ ý thác ở đây, hú rá là ở đằng kia. Ở đây là cái gì? Ở đây có ba cái định nghĩa. Cái hú ra đó mà nghĩa thứ nhất á, cái ý thá, nhớ nha, chỉ thá này có ba nghĩa:
Hú rá đây cũng có ba nghĩa, và cái chữ gọi là Upayam Mantari đó, đây cũng có ba nghĩa, nghĩa là ba trường hợp đó. Trường hợp một, cái chữ ở đây nó có nghĩa là cõi dục, đằng kia đó là cõi vô sắc, mà ở giữa hai nơi này chính là cõi sắc. Chắc bà con phải ghi rồi nha. Ở đây nè, không bị kẹt ở đây, nghĩa là không bị kẹt trong cõi dục. Rồi ở đằng kia đó là cõi vô sắc, mà ở giữa hai nơi này chính là cõi sắc. Đó là định nghĩa một. Trong chú giải đề nghị như vậy. Cái định nghĩa hai, ở đây nè là chỉ cho sáu nội xứ, tức là sáu căn mắt tai. Ở đằng kia đó là tượng trưng cho sáu tầng. Cái sáu tầng, sáu tầng là gì ta? Là cảnh sắc, cảnh thinh. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi, còn sáu tầng là sắc thinh khí vị xúc. Chỗ này bắt buộc chúng tôi phải ngưng lại, phải ngưng ở đây. Toàn bộ thế giới này gồm có tinh tú, trăng sao, nhật nguyệt, rồi tới cái hành tinh này. Không, tinh tú, trăng sao, nhật nguyệt. Trăng sao đây nó gồm có luôn cả gọi là sao hỏa, sao kim, là thiên vương tinh, mộc tinh, gọi là Venus, Saturn, Mars, tùm lum hết. Chính cái ngôi sao trong thái dương này. Rồi cả cái hành tinh này gồm có đất đá cây cỏ chim muôn súc vật, con người bò bay mái cửa, tất cả gọi là phi cầm tẩu thú này, tất cả thì nó chỉ là nằm gọn trong sáu căn và sáu trần. Là sao? Có nghĩa là ngoài cái mắt tai mũi lưỡi ra thì là nó chỉ còn là sáu trần. Tôi hỏi các vị, mặt trời nó có phải là nằm trong sáu trần không? Phải, nó là đối tượng của mắt và đối tượng của ý. Mặt trời đó, mặt trời, mặt trăng đó, mình không có rờ được, mình không có nếm nó được, mình không có ngửi nó được, nhưng mà mình thấy nó được và mình suy nghĩ về nó được. Vậy nó cũng là sao trăng, nằm trong sao trăng. Rồi biển cả đại dương, kể cả những người đã chết, những vùng đất xa xôi mình chưa từng tới, thì nó vẫn là nằm trong sao trăng. Nó thuộc về trăng thứ sao, tức là đối tượng của ý thức, có nghĩa là mình vẫn nghĩ về nó được. Đấy, có nghĩa là toàn bộ những gì mà mình thấy được, nghe được, nó đều là trăng. Đấy, thậm chí mình nghĩ về nó cũng là trần. Trần, trần đó là cảnh, trần cảnh, đối tượng. Đấy, nhớ cái đó. Và nhiều lần tôi đi dạy cái này, tôi hỏi bà con, nghĩ ví dụ như bây giờ cái ngón tay của tôi nó là trần nào đúng sao trần, thì ai cũng nói đây là nhãn, đây là sắc trần hết, đối tượng của con mắt, đúng không? Tôi có thể ngửi ngón tay tôi được không? Lúc bây giờ nó là khí trần, đúng không? Dạ. Tôi có thể rờ nó được không? Yes. Được chứ. Lúc bây giờ nó là xúc trần, đúng không? Và tôi có thể nhắm mắt lại tôi nghĩ về nó được không? Được chứ. Được. Vậy mà chỉ ngón tay không là mình thấy nó tùm lum trần rồi. Tùm lum trần. Hoặc là bây giờ cái chén cơm của mình, thức ăn trong cái chén của mình, nó có là mấy trần. Nhiều trần lắm chứ. Mình nhìn nó thì nó là cảnh sắc. Mình nghe lão xạo đó là cảnh thinh. Mình nghe cái mùi nó là cảnh khí, mà mình ăn nó là cảnh vị, mà nó chạm vô môi vô lưỡi mình nó là cảnh xúc, mà mình nghĩ về nó đó là cảnh pháp, đúng chưa? Chỉ là chén cơm nó là sáu trần rồi. Đây, chỉ vậy thôi mà trong, nghĩa là mình mỗi lúc, mỗi một khoảnh khắc tích tắc, mình sống với một rậu trần nào đó thôi. Nhưng mà tại vì tụi nó tiếp nối nhau quá nhanh, cái này phải học Adida mới biết, nó tiếp xúc nhau quá nhanh. Mắt tay mũi lưỡi, ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi thiền, tôi đang theo dõi nha, ra vô rồi tâm tham nha, tâm sân nha, rồi khó chịu nha, dễ chịu nha, tôi đang ghi nhận cái bấm, thì cái ý thức tôi nó đang làm việc. Nhưng mà lúc đó cái âm thanh nó lớn quá, nó cắt đứt cái ý thức đang làm việc. Tôi đang theo dõi hơi thở, bây giờ cái theo dõi nó bị cắt khúc, đứt khúc. Nó nhường chỗ cho cái biết của lỗ tai. Lỗ tai nó nghe cái bầm. Thì lỗ tai nó vừa nghe cái bầm xong, nó lại quay ra lại ý thức là sao ta? Là hết hồn hoặc là giận. Hết hồn không biết cái gì, còn giận. Mình đang thiền mà tại sao họ ồn vậy ta? Mình đang tu mà, bữa nay mình đang ăn chay mà tại sao nó chọc mình vậy ta? Ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là lúc đó là từ cái đang thiền hơi thở là ý thức, đúng không? Mà chưa đâu, nói chi ly, lúc đó thiền nó có cả, lúc đó là xúc giác làm việc. Vậy mình đang theo dõi mà xúc giác làm việc.
ý thức làm việc, đúng không? Là hết hai cái rồi. Mà bây giờ mình nghe cái bầm cái là lỗ tai nó làm việc, mà lỗ tai nó vừa làm việc thì lỗ tai nó chỉ ghi nhận anh thâm chứ nó chưa có làm cho mình sợ. Cái lỗ tai nó chỉ ghi nhận thôi, giống như con mắt chụp hình thôi. Nhưng mà cái mà làm cho mình bực á, là do ở trong tụi nó, trong nó phân tích, cái trung tâm NASA trong nó phân tích là cái này là tiếng động do cái sự sơ ý, bất cẩn hoặc là ác ý của người nào đây nè. Trong nó giải thích vậy là mình mới nổi sùng lên à, thì bắt đầu khi mình nổi sùng thì mình mới đứng dậy. Lúc đó là xúc giác làm việc, đứng mà đứng là xúc giác làm việc. Banh con mắt ra coi cái chuyện gì xảy ra. Như vậy thì tổng thời gian nó chỉ mất có một phút thôi mà mình thấy là các căn nó làm việc. Nguyên cái bầm mà lúc đó nếu mà có cái mùi bể lò ga hay là cháy nhà là lúc đó mũi làm việc ghê như vậy đó. Tức là mắt, tai, mũi làm việc. Lúc đó chỉ có lưỡi là nó mới làm thôi. Bây giờ kể nữa hết hồn mà mình bập môi mình càng chảy máu là mình biết được cả cái vị mặn nữa. Là sáu căn. Nhưng mà riêng ở đây mình chỉ kể mấy cái mà rõ ràng thôi. Thấy chưa? Cho nên là không bị, khi mà hiểu rõ được sự hiện hữu của mình chỉ là sự hiện hữu của sáu căn, đời sống của mình chỉ là hoạt động của sáu căn trước sáu trần, hiểu được như vậy thì bỏ được tham ái và tà kiến. Tham ái là không tiếp tục thích nữa, mà không có thích thì không có bất mãn. Còn tà kiến là sao? Không có tiếp tục chấp rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi, xong chưa? Và người như vậy thì không có bị kẹt vào ở đây, đằng kia và ở giữa. Thì ở đây tức là không bị kẹt vào cõi dục, không bị kẹt vào cõi sắc và vô sắc. Đó là định nghĩa một. Định nghĩa hai, không kẹt ở đây có nghĩa là không kẹt ở trong sáu căn, không kẹt ở trong, ở đây là sáu căn, không kẹt ở đằng kia là sáu trần, không kẹt cái ở giữa là gì ta? Là danh pháp gồm tâm và tâm sợ. Bởi vì danh tâm và tâm sở của mình á, tâm sở của mình à, một cái là sáu căn, cái là sáu trần, còn kia là tâm và tâm sở. Đó là định nghĩa hai. Cái định nghĩa ba đó, ở đây đó không bị kẹt vào ở đây có nghĩa là gì ta? Không có bị kẹt vào nhân, ở đằng kia là quả à, và ở giữa đó là gì ta? Là tục đế hay là chế định. Bởi vì tục đế chế định nó nằm ngoài nhân quả, nhớ nha, bởi vì nó đâu có thật đâu mà nhân quả. Mà chỗ này tôi ghét, tôi thèm giải thích, bởi vì chắc mình cũng phải ráng từ bi chút xíu. Chế định là cái gì? Tôi dạy lớp internship để tôi quen mà tôi sợ giải thích lắm, nó rất là tiểu học, tiểu học mất thời gian quá. Nhưng mà phải nói, chế định là cái gì? Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới. Cách nhìn thứ nhất là nhìn về bản chất, và thứ hai nhìn qua hiện tượng. Nhìn về bản chất là sao? À, tức là nhìn vào cái nội dung, cái bản thể rốt ráo của nó. Ví dụ như là thân này, nó gồm có bốn đại đất lửa gió thôi. Đó là bản chất. Núi non kinh rạch, nhà cửa xe cộ, nhiêm chim muôn súc vật, nếu nói về vật chất nó chỉ là bốn đại đất lửa gió thôi. Đó là nhìn thế giới qua cái cảnh bản thể đó. Còn nói về tâm á, xét về bản thể là gì? Tâm mà xét trên hiện tượng á là nỗi nhớ quê, niềm hiếu đạo, lòng kính Phật, thì đó gọi là tâm thức, hoặc là lòng ái quốc, đó là tâm thức mà được nhìn qua cái góc độ là hiện tượng. Còn mà nhìn qua cái góc độ mà bản thể đó thì tâm nó chỉ gồm có cái sự biết, có người dịch là tánh biết, chỉ là biết cảnh thôi, mà hãy nói cộng với các cái là tâm sở đó, các cái thành tố tâm lý tiêu cực đó, nó gồm cái 14 thành tố tâm lý tiêu cực thì mình gọi đó là tâm bất thiện. Còn cái biết đó mà nó cộng với các thành tố tích cực gồm có chánh niệm, trí tuệ, thiền định đó, thì mình gọi đó là tâm thiện. Ở đây nó chỉ gồm có cái biết cộng với các thành tố tiêu hay là tích cực thôi. Đó gọi là tâm thức, ý thức mà được nhìn từ góc độ bản thể. Không, thế giới này cũng vậy. Thế giới này nhìn nó từ cái góc độ bản thể thì gọi là nhìn về cái cảnh chân đế hay là đệ tứ tất đàn. Bốn cái tất đàn đó, mình chịu khó vô Google tìm nha, tìm bốn cái tất đàn thì cái này thuộc về đệ tứ tất đàn. Còn nhìn qua cái khía cạnh mà bản, cái đó là bản thể. Còn cái nhìn qua khía cạnh mà tục đế đó là sao ta? Có nghĩa là đệ nhị tất đàn á, có nghĩa là thay vì mình thấy đó là chỉ là đất nước lửa gió thôi, bây giờ mình nhìn nó qua cái lớp vỏ bên ngoài, cái đó là hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa lài, hoa bưởi, đó là đàn bà đàn ông, đẹp xấu, cao thấp, dài ngắn, trắng đen, đó là người Mỹ, người Nhật, người Do Thái, người Việt Nam, người Lào, người Miến Điện. Đó là nhìn qua khía cạnh gọi là
hiện tượng, còn gọi là cái khía cạnh tục đế hay là chế định. Mà tại sao nó cái tục đế chế định nó không vô thường? Là bởi vì vô thường là vô thường ở trong cái đất nước lửa gió, chứ còn cái hình thức ấy, mình cứ nói là vô thường, thật ra nó vô thường trong đất nước lửa gió thôi. Chứ còn cái xe nó vốn không có thật. Nó hư là hư các cái món phụ tùng, chứ không trên đời này vốn chỉ không có chiếc xe. Nhớ nha, khi mà tháo rời ra từng món làm gì có chiếc xe. Mình kêu là xe tôi nó hư, xe tôi chạy tốt, xe tôi nó bị nằm đường, xe tôi đã đắt tiền. Làm lúc bây giờ trong đầu mình nó đang hình thành một cái ý niệm về cái gọi là một chiếc xe. Chứ vốn dĩ trong đời đất này không hề có một chiếc xe nào hết. Nó chỉ là sự cộng ghép kết hợp một cách hợp lý giữa các món phụ tùng, linh kiện, thiết bị, chi tiết rời rạc. Nó làm nên cái gọi là chiếc xe. Cho nên thật ra đó là cái vấn đề giữa các bộ phận. Chứ còn chiếc xe nó không có thật. Một cái người mà được gọi là hoa hậu, người mẫu, diễn viên, hay là thầy chùa, linh mục, giáo hoàng, thủ tướng, ăn cướp, du đảng gì đi nữa, không, thì nó chỉ là cái vỏ ngoài, cái tên gọi thôi. Chứ còn bản chất rốt ráo nó chỉ là bốn đại. Nó chỉ là tâm sở, tức là cái tánh biết cộng với các cái thành tố tâm lý tiêu và tích cực, chỉ vậy thôi. Chứ không có cái vụ giáo hoàng, thủ tướng, ăn cướp, du đảng là không có, không hề có. Nhưng mà như vậy thì cái vô thường, nó vô thường trên cái bản chất, chứ cái kia nó không có. Sẵn tôi nói luôn, ví dụ như mình nghe nói cái tổ chức đó nó bị tan rã rồi, nó có cái tổ chức mình ví dụ nghe, ví dụ như là gọi là nhóm Phật tử từ thiện Kalama, bây giờ nghe nó rã rồi. Tại trong đầu mình nghe có cái nhóm Kalama nó rã, có thật ra làm gì có cái nào gọi là nhóm Kalama, trong trời đất không có cái đó. Chỉ là do một đám người nó nắm tay nhau, nó làm việc và nó gọi cái nhóm đó là nhóm Kalama, nhóm Asuka gì đó. Rồi nghe nó nhóm nó rã rồi, thật ra làm gì có cái nhóm mà rã. Cái đám đó nó không làm việc với nhau nữa thì đúng. Chứ còn cái nhóm là do mình nghĩ ra, mình nghĩ là nó có một cái gọi là nhóm, chứ thật ra không có nhóm, nó là do một cái đám. Một cái đám rời rạc, từng đứa nam, đứa nữ, đứa già, đứa trẻ, đứa đẹp, đứa xấu, đứa giàu, đứa nghèo. Rồi nó ghép nhau lại, nó thành ra cái mình gọi là nhóm. Rồi nghe nói nhóm nó rã rồi. Mình tiếc, mình nói trời ơi, sao bữa hôm nghe nói có cái nhóm Asuka, nhóm Kalama, nhóm Taratata gì đó, rồi bây giờ tự nhiên nó rã rồi. Mà thật ra còn có nhóm, mà nó không có cái nào gọi là một đó, mà nó là nhiều, nhiều cá nhân, nhiều cá thể. Làm nên cái gọi là nhóm. Bây giờ cái đám cá thể đó nó không có thèm làm việc nhau nữa, nó rời rạc, đứa thì bất mãn, đứa thì đi theo nhóm khác, đứa thì chán nản buông chuyện nữa, chừng không có làm việc nữa, lập la. Nhớ nha. Cho nên cái chế định nó nằm kể riêng, nó được kể riêng, có nghĩa là nhân quả và chế định. Với cái, hoặc còn dịch sát Bali là năng duyên, sở duyên. Cái bác chỉ giá là năng duyên, bác chỉ giúp anh là sở duyên. Cái chỗ này tôi e ngại ghê lắm, bởi vì bà con không có học Adida, mà đặc biệt là không học cái bộ bắt tham á, mà tôi ngồi tôi e cái cổ ra mà tôi giảng cái năng với cái sở đó mệt lắm. Thôi bây giờ tôi chỉ nói nôm na thôi, đó là nhân và quả thôi. Rồi bữa nào bà con có duyên thì chắc phải gặp nhau, chắc chuyện đó không có rồi. Kiểu thấy Việt Nam mình chắc tu phước nhiều, tu huệ rồi thêm nữa, điều kiện có Covid thì coi như là biết kiếp nào đó. Mà gặp nhau bên Miến Điện và con tu thiền chứ đâu có học. Mà sẵn có nói luôn, cái người mà kèm bà con tu thiền, hướng dẫn bà con là mấy chư tăng thiền sư Miến Điện, chứ không có mắc mới gì tôi. Nhớ nha, cái đó đừng mà đi đồn bậy bạ. Những con số người hiểu lầm, có tôi không có dính dấu dạng, tôi chỉ đại diện quý vị và cùng với một số người nữa. Tôi chỉ đại diện để tôi đề xướng và toàn bộ cái vận hành của nó, sổ sách tiền bạc là do một nhóm, và khi việc xong thì là sẽ do chính các hành giả quyết định cái cơ cấu, cái vận hành, cái tuổi thọ, cái chất lượng của Kalama. Chứ còn riêng chúng tôi thì không, chúng tôi là cái người đang nói này. Tôi đã có chỗ về, nghĩa là nhiều lắm. Thì trong mấy khóa đầu á, trong mấy khóa đầu có về góp mặt để coi ăn ở bà con ra làm sao, chuyện ăn chuyện ở hơn. Khi mà mọi thứ nó đã đi vào cái quỹ đạo rồi đó,
thì các vị biết mà, tôi già rồi tôi cũng phải có cái chỗ mà y tế nó tốt, tôi về châu Âu hoặc về Mỹ, còn nếu tôi về Miến Điện thì tôi về Lê, Lê thì chỗ đó là mình mỗi ngày ví dụ như mình muốn tu thiền hay là mình muốn dịch sách dịch kinh gì đó thì mình không có lo cái chuyện mà nấu nướng giặt giũ gì cũng cần, mỗi ngày có người tự họ làm, có là có cái chỗ mà mình chỉ bỏ ra một ít thôi, nó rẻ là một ít, họ làm hết cho mình. Hôm nay em đã làm xong rồi đem bà con đi đó thì bà con chịu nổi, chỗ nào mà đủ chỗ chứa thì về Calama, chứ bản thân tôi thì tôi đã tính nha. Rồi ok, bây giờ thì chỉ giảng sơ sơ mà con thấy đó là cái, ở đây nó là cái gì, ở đằng kia nó là cái gì, và ở giữa nó là cái gì, nhớ nha. Rồi khi mà ngài giảng xong như vậy thì ngay lập tức, nghe cho kỹ, ngay lập tức ngài Bà Hí Giá chứng La Hán và bốn trí vô ngại. Bốn trí vô ngại là sao? Nhìn đâu cũng thấy là pháp, ai nói chuyện gì nghe cũng hiểu, và nhìn đâu cũng thấy pháp. Ai nói gì cũng hiểu, đó là nghĩa vô ngại giải. Mình nhìn đâu cũng thấy pháp, đó là pháp vô ngại giải. Mà chỉ riêng về cái nghĩa và cái từ vô ngại, cái nghĩa vô ngại giải là pháp vô ngại giải, mà nói chuyên môn đó, nói chuyên môn đó là phải nói 8 tháng mới hết. Cho nên ở đây tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Chỉ còn cái nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải là nói 8 tháng mới hết. Rộng như vậy đó, nha. À, biết nhân biết quả, biết pháp biết nghĩa. Biết nhân biết quả là nhìn nhân biết quả, nhìn quả biết nhân là sao? Nghĩa là nhìn cái này biết nó sẽ dẫn về cái gì, mà nhìn cái này biết nó được tạo ra, nó bị tác động bởi cái gì, đó là nhìn nhân biết quả, nhìn quả biết nhân. Thì cái đó được gọi là nghĩa vô ngại giải và pháp vô ngại giải ở chỗ đó đó. Nghĩa vô ngại giải là nhìn quả biết nhân, còn pháp vô ngại giải là nhìn nhân biết quả. Mà đồng thời á, nghĩa vô ngại giải nó cũng có nghĩa là ai nói gì mình nghe cũng hiểu, và pháp vô ngại giải là nhìn đâu cũng thấy pháp. Nó nhiều định nghĩa như vậy mà nói rộng tới 8 tháng rồi. Rồi từ vô ngại giải là có khả năng diễn đạt cái điều mình hiểu. Đấy. Và từ ngữ của mình nó chuẩn. Chuẩn là sao? Có nghĩa là lựa cái chữ tốt nhất để diễn đạt chánh pháp. Cái khả năng này không có phàm phu. Và đây chính là lý do vì đâu mình coi kinh mình thấy có rất là nhiều bài kinh giống nhau, y chang từng dấu phẩy. Là vì sao? Vì Đức Thế Tôn khi ngài thuyết giảng, ngài đã lựa cái cách thuyết giảng tốt nhất, và cái ngôn từ chữ cái dụng ngữ, cái chữ dùng ngài xài rất là chuẩn đến mức mà đệ tử của ngài đó, họ không thể lựa chữ khác hay hơn được, đến mức như vậy đó, gọi là từ vô ngại giải. Còn cái cuối cùng là cái gọi là ứng đối vô ngại, có nhiều chỗ chỉ là biện sai, cái này là ứng đối nghĩa là sao? Là chạm vô là bật ra, không có phải trải qua cái ngồi vuốt râu rồi nhăn mà nhíu mặt rồi cắn móng rồi vân vê tại áo rồi no. Vì cả ngày không có, cả ngày là chạm vô là bật ra, là ứng đổi và ứng khẩu. Tôi muốn dịch chữ ứng khẩu vô ngại bốn cái, thì lập tức ngài Bây Giá chứng La Hán mà đính kèm với bốn cái. Không phải là vị La Hán mà cũng được bốn cái này nữa nha, tu mà coi như là núi mòn sông cạn đó mới được cái này. Thì lúc đó ngài mới quỳ xuống, ngài xin Thế Tôn cho ngài xuất gia. Thì Đức Phật trong bản Pali đó, trong bản Pali, ở cái này là cắt khúc rồi nè, cái này là cắt khúc, không có nói cái phần sau, bởi vì cái này dài lắm, cho nên chúng tôi cắt ở đây thôi. Chứ không có phần sau nữa. Nên nhớ chúng tôi chỉ cắt thôi, chúng tôi không có sửa nha, nhớ cắt khác mà sửa khác nha. Tức có nghĩa là các vị nấu tất cả là nguyên cái bánh xèo đó, thì chúng tôi thấy dọn ra nhiều quá thì chúng tôi có lấy bớt có gì ra quá, ví dụ như là 100 cộng giá thì chúng tôi có lấy ra bớt 40 cộng giá, chứ chúng tôi không có can thiệp sâu vào cái cộng giá. Chúng tôi không có đem giá mà đem ngâm chua, không có giá phải giá tươi giá giòn, nhưng mỗi điều chúng tôi bớt lại thấy tới 100 cộng thì chúng tôi bớt lại còn có 60 cộng thôi, chứ không có can thiệp, chứ không có cái chuyện mà can thiệp sâu vào cái món bánh xèo của chánh tạng. Nhớ nha, cái đó nhớ. Chúng tôi chỉ thấy nó dài đoạn sau thì nó không còn là vấn đề nội dung bài kinh nữa, mà chỉ còn là cái duyên sự râu ria thôi. Thì trong cái phần duyên sự của đó, chúng tôi kết hợp với chú giải như thế này, tức là khi đó ông mới quỳ xuống xin xuất gia, thì Phật có hỏi ông thế này này: Paripunnan te Patta Chivara, người có đủ y bác ở đây không?
người có đủ y bác thì bắt tới chiều rằng người có đủ y bác thì bên đâu nó dạ không, thì Đức Phật ngài dạy rằng bắt tới chiều rằng bắt tới gì sao? Đi tìm đi, đi tìm y bác đi, đi tìm thì về nó tính. Đấy. Nhưng mà trong kinh nói nó Đức Thế Tôn vì lòng đại bi thì ngài nói như vậy, nhưng mà ngài biết, ngài biết là vị này chỉ còn có 3 phút nữa là chết rồi. Nhưng mà ngài không nói, ngài không nói, ngài cho nó đi, nếu vậy thì đi tìm đi, chỉ vậy thôi. Thì trong kinh nói thế này, cái vị này đã tu 100 ngày để kiếp cái thời gian mà tu hành ba la mật để túc duyên giải thoát đấy. Đấy. Tương đương với ngày A Nan, ngày Ca Diếp, ghê như vậy. Nhưng mà vị này mắc vào hai cái tiền nghiệp, mắc vào ba cái tiền nghiệp, mắc vào ba cái tiền nghiệp, mà trong đó có hai cái tiền nghiệp liên hệ đến y giáo, và một cái tiền nghiệp là liên hệ đến chuyện là phải chết, chết độc tử, không phải độc tử mà chết gọi là chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử là sao? Kiếp xưa có một nhóm, kiếp xưa là đời quá khứ đó, có một nhóm công tử nhà giàu vào một cái ngày lễ hội, đi chơi với nhau, nhìn thằng nào mấy cái râu ria cũng ngán quá, nghĩ bây giờ mà còn chút bóng hồng thì nó mới vui, còn cái đám mình trai không nhìn cũng nản lắm, mới đi thuê mướn một cái cô kỹ nữ đẹp, giàu, có tiếng để vui chơi trong ngày lễ hội. Nhưng mà chính vì cổ giàu mà cổ nổi tiếng ấy, cho nên trên người cổ nó nhiều nữ trang đắt giá lắm. Mà mấy cậu công tử này thì đâu phải là nhà nghèo, nhưng mà gặp kiểu một hộp sò mà cũng nào không lấy, mà nó bự bằng trứng cút, tự nhiên nó cũng khởi cái lòng tham. Thế cái chỗ vắng vắng vậy đó, cái mấy ông dòm nhau, cái thường ta tham, tham ít ít rồi ta chỉ quýt thôi, không thuê xong không trả tiền, đó là quýt. Còn này nó, cái tham này nó nhiều hơn, nó chẳng những muốn quịch mà còn muốn lấy luôn, trấn lột luôn của người ta. Bốn cậu hè nhau bóp cổ cô này để mà chia nhau cái số mà nữ trang của người cổ. Thì trước thì cũng chết rồi, cũng có thề, cũng có curse, cũng có trù rủa cái câu này. Nếu còn có một kiếp sau, nếu mà còn có luân hồi, còn kiếp sau, thì ta gặp bọn mi ở đâu thì xử ở đó. Ta chết tức tưởi quá mà. Chết không nhắm mắt, ác quá. Thuê mướn người ta cũng đi kiếm sống thôi. Mà thuê mướn người ta, nhiều lắm là quýt người ta thôi, mà bây giờ cũng đi giết người ta. Nếu mà có một luân hồi kiếp sau, thì gặp tụi bay ở đâu tôi xử đó. Đúng như vậy. Đời đời kiếp kiếp. Hễ mà có điều kiện là cái cô này là cô cứ chăm bẩm vô mấy này cũng giết. Giống như mình coi kỹ như là Võ Tắc Thiên Từ Thi, họ khi họ có quyền họ chém nhiều cái người lạ, không có thù oán, tự gặp mặt thấy ghét cái chém mà ngộ lắm. Nó giống như Phật tử Việt Nam, tôi đâu có chọc gì người ta đâu, mà nó có những người nó thù tôi giống như thù giết cha vậy. Nó chửi tôi không còn cái non nước nào, nó lạ thù. Mà ngược lại quý vị cũng vậy, có nhiều người tôi đâu biết mặt mà tôi cũng ghét, không tôi không ghét lắm, nhưng mà tôi chỉ nghĩ thôi, sao ai chết mà sao em chưa chết, tôi còn một vài người vậy thôi chứ tôi không có trụ. Thì là nó xui chỗ cái hồi mà mấy cái cậu công tử này giết cái cô này á, thì mấy cậu này là phàm trớt tức là phàm nguyên con này, mà cô này cũng phàm luôn đương nhiên. Mà tới cái lúc mà cổ đi trả thù á, thì qua nhiều kiếp cũng là phàm hại phàm, phàm giết phàm, nhưng mà xui vô cổ cái kiếp chót, cái kiếp chót của mấy vị này, thì khi cô gặp lại mấy vị này là lúc đó họ lại là mấy bậc thánh. Đã, thì cổ vẫn tiếp tục cái thù xưa mà cổ ra tay. Cổ ra tay bằng cách nào? Cổ ra tay bằng cách đó là cổ kiếp chót của làm con dạ xoa. Dạ xoa là cái lũng quỷ cái đó, con chằn tinh đó. Nó mới nhập, nó phải nhập mà nó khiến, nó dùng thần thông nó khiến cho bò nó hút chết. Hút chết. Thay vì nó hiện ra nó bóp cổ hút máu rồi không phải. Nó tác động, ở Ấn Độ thì bò nhiều lắm, Ấn Độ bò tới tẩy, ở đâu cũng có bò nhắm mắt. Bên Ấn Độ như vậy, Ấn Độ các vị cứ nằm ngủ, các vị tắt đèn tới thôi, mà chưa mở đèn, quơ tay là lên đụng bò rồi. Đường phố là bò nó dày đặc như quân nguyên không nghĩa lý gì hết, so với bò Ấn Độ. Đấy. Bò nhiều lắm. Cho nên là cứ có điều kiện rồi, thì trên thời Đức Phật có nhiều người như Phúc Quốc Sa là một vị vua. Có bạn thân là vua Ú Đê đó,
Vũ Đề Na biết đạo rồi, thấy đạo hay quá, mới gửi thơ cho bạn của mình giới thiệu về Phật pháp. Bạn vừa nghe tới Phật pháp rồi là bạn ông vua của Cú Sa bỏ ngôi đi tìm Phật. Chuyện dài lắm. Chị gái vắn tắt là tìm Phật được nghe pháp xong rồi thì cũng xin Phật cho xuất gia, rồi Phật kêu đi kiếm y bác đi, rồi cứ bước ra ngoài cái bò nó hút. Mà con bò đó thật ra là bò bình thường, nhưng mà do con dạ xoa kia nó khiến nó hút chết. Thì ngày Bà Giác bị trang như vậy, nó đi nó kiếm từng người, nó xử mà nó kiếm từng người không bỏ sót ai hết, vì nó sợ mất phần ấy. Nó công bằng lắm, nó xử từng người. Thì nó gặp tới Bà Giác, nó thấy Bà Giác này bữa nay đúng cái ngày mà phải trả nợ rồi. Thì vị này mới vừa bước ra để mình đi tìm y bác thì nó hút chết. Đó là do hồi xưa giết người ta, bây giờ phải bị nó giết lại. Nhưng mà nhớ, nó có trường hợp mình giết thằng Tèo nó oan trái, kiếp sau nó giết lại mình. Nhưng cũng có trường hợp mình giết thằng Tèo nhưng mà kiếp sau mình không có duyên gặp lại thằng Tèo trong cái kiếp đó, mà nhầm ngay cái lúc đó cái nghiệp đó nó trổ, thì thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Hương, con Yến, con Đào nó giết mình, chứ không nhất thiết là mình giết đứa nào đứa đó giết lại mình, nó sai nha. Bởi vì nếu mà nói vậy đó, vậy tôi giết A-la-hán, vậy mà A-la-hán niết bàn mất tiêu, vậy là coi như què, không có, không có què. Tôi giết A-la-hán mà A-la-hán này không còn nữa thì ông Nhân, ông Kiên giết tôi. Giết tôi. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi lụi bị nó lòi ruột chết, ngắt niết bàn rồi, nghĩa là xong, què là ngày đâu có còn đi kiếm tôi. Sai. Ngài không có coi kiếm tôi, nhưng mà kẻ khác đi kiếm tôi. Đấy. Mà tại sao nó kiếm tôi là bởi vì do cái nghiệp của tôi. Mà gặp với cái phiền não của cái ta, phiền não đó mà gặp cái ác quả của tôi, nó kết hợp nhau. Tức là nó có một đứa có diêm, một đứa có thuốc nổ, hai đứa gặp nhau, thế là bùm, hốt xác. Đại khái như vậy. Đó là nói về cái nhân mà tại sao mình ngày chết bất đắc kỳ tử. Đấy, còn cái nhân mà vì đâu mà tu cho nói tả tơ như vậy mà tới cái chót không có y bác là sao, là vì hai cái nhân sẽ đây. Nghe cái này cũng đáng suy gẫm đó. Tức là vào cái đời Phật Ca Diếp mà hồi đấy tôi nói, mà ngài nằm trong cái nhóm mà gọi là tuẩn đạo đó, vì đạo mà anh em dắt díu nhau lên núi cao bắt thang rồi xô thang mà tu mà một đắc hai chết đó. Cái kiếp đó ngài tu hành coi giống như giới hạnh tinh nghiêm thiền định miên mật này. Nhưng mà ngài có một cái quan điểm nó hơi cực đoan như thế này. Ngài nói mình tu á là mình là cầu giải thoát chứ không có cầu vật chất. Và vạn pháp tùy duyên, nói chung ngài nói hay lắm. Vạn pháp là tùy duyên, phải không? Mà mình tu là mình cầu vật pháp chứ không cầu vật chất. Cho nên từ đó suy ra ai có nấy xài. Cái này trong bản chú giải nói là ai có nấy xài. Mình không có lý do gì mà mình phải đem chia sẻ tài vật của mình có, tài vật lợi lộc của mình có cho bạn tu hết. Vì ổng có cái nghiệp của ổng, mỗi chúng sanh ra trong đời có cái nghiệp riêng. Chính cái nghiệp của ổng nó sẽ bảo bọc ổng, nó thách khe ổng, đúng không? Và những gì mình có là mình cứ giữ là mình xài, bởi vì nó là cái phước của mình, đúng không? Phước ai nấy hưởng, và mà mọi thứ là do duyên. Bởi vì nếu ổng có phước để ổng có được món này thì tại sao, thì tự nhiên cái phước nó lo. Còn khi mà ổng không có cái món này, nghĩa là cái phước ổng mà không có như mình, ổng ráng không chịu. Ngài nghĩ như vậy. Chính như vậy trên suốt cuộc đời tu hành của ngài, ngài chớ hề biết chia sẻ cho anh em gọi là sợ chỉ kỳ kim, nói gì là y ảo, thiếu cái phước đó. Cho nên á, mình tu là cầu giải thoát chứ không phải cầu tài vật. Nhưng mà cái phước bố thí nó quan trọng được. Nhất là trong kinh nói, khi mà chư Phật mà nhìn một người mà sinh xuất gia, ngài xét liền, xét nhanh lắm chứ phải. Như mình nghĩ xét chắc mất một tiếng không có, ngài xét rất là nhanh. Xét coi cái người này có cái phước bố thí y áo tiền kiếp hay không. Nếu mà có thì ngài chỉ việc đưa tay rồi. Ngài nói là hãy đến đây, này tỳ kheo ni gì đó. Ngài chỉ đưa bàn tay ra, ngài nói như vậy thì bị nó lập tức có đủ y bác trang nghiêm chỉnh chu tinh tươm như một người đã tu lâu vậy. Còn người mà thiếu cái phước mà bố thí cúng dường y áo là đời sau sinh ra cần đi tu, một là đi kiếp mệt, một là đi kiếm một cách dễ dàng, hai là kiếp cũng khó, mà nói chung là phải đi kiếp, phải đi kiếp. Cái nghiệp đó là nghiệp nhẹ đó, cái nghiệp đó là sao ta, nghiệp đó là nói đó là cái nghiệp không có đúng, mà nó là do quan điểm đó, ngài không có tạo thôi. Cái chuyện do cái suy nghĩ đó, ngài không có tạo cái phước gọi là
bố thí y áo, cho nên bây giờ ngài không có phụ y áo, nhưng mà còn cách nghiệp khác còn nặng hơn nữa. Tức là trong cái khoảng thời gian mà từ Phật Ca Diếp cho tới thời Phật Thích Ca đó, nó lâu lắm. Thì sau thời Phật Ca Diếp, lúc mà Phật giáo pháp Phật Ca Diếp gần mất thì ngài có bị nhớ không? Ngài đi lên núi, ngài xô cái thang đó, rồi sau đó ngài chết, ngài đi đâu cõi nào không tin mà nói. Nhưng mà ngài lưng hồi lặn hụp lên xuống siêu đọa nhiều kiếp, phải không? Ở trong đó có một kiếp ngài làm cái tên ăn trộm ở trong rừng ấy. Mà trong khu rừng nó có một Phật độc giác, mà ngài Phật độc giác là đã đơn giản, người đâu có tài sản gì đâu, không? Mà xui sao bữa đó ăn trộm, cũng có tên ăn trộm, ăn trộm chính là ngài bái giá. Nhìn thấy cái y bác bị độc giác thích, nghĩ việc có cái tấm vải nó về quấn ngủ cũng ấm, mình bác đi lấy cái về làm cái ca bút nước cũng được, nghĩ vậy đó, thích. Mà do cái bởi vì biết các vị biết ghê lắm, do cái phiền não mình tới hồi mình mà có nhiều cái tập khí, cái tánh xấu, khi nó có nhiều trong cái dòng luân hồi, có gặp những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mình lồi ra những cái ác ngầm nó lạ lắm. Như hồi xưa tôi ở trong chùa, tôi ở Việt Nam, cái vị sư đó chết rồi, còn sống tôi không có kể, mà đã chết rồi, vì nó nghịch lạ lắm. Các vị biết con bọ cạp không? Con bọ cạp là cái con mà cái đuôi nó dảnh lên, vị đó là sư mà nghịch lắm. Trong chùa có một vị sư già ngủ ngáy lớn lắm, mà vì nó lên ăn uống thì không có được nhìn không có được đẹp, thì thôi ngái lớn mà ăn mới được đẹp, thì cái chuyện nó đâu mắc mới gì mình, mà bị suy nhỏ này rất là ghét cái đó, lạ lắm. Khinh bỉ coi thường mà lại ghét cái đó, vì nó tìm cách đủ cách phá, mà trong những cách phá mà tôi nhớ là bắt con bọ cạp và thả vô cái mùng của vị sư đó, mà vì đó có lẽ do cái tánh gì cho nên chết sớm, vì nó bằng tuổi tôi ác lắm, vì nó thích bồng chó con, nó thảy lên, thảy giống như mình thảy banh chơi, thì có lúc chụp dính, có lúc chụp hụt, thì nó kêu chó, nó kêu cái cẳng cái gì đó, tội nghiệp lắm. Rồi vì nó là ông sư mà thích chơi những cái lạ lắm, ví dụ như là thích bắt kiến vàng với kiến đen cho nó cắn nhau, mình thích những cái lạ lắm. Mà ông sư có học vũ lý đó, mà thích lạ lắm. Thì bị la thì thôi, bị la thì ngưng, nhưng mà lâu nó lòi ra vậy, lâu nó kiếm cái gì nó phá. Thì ngài bay giá cũng vậy, ngài thấy ngài thích quá, ngài muốn lấy cái y cái bát là ngài cách nào ta ngài mới lấy, ngài lại ngài có cung tên trong tiếng Bali gọi là Thanukala Pang Sanihitoa, nay nên cung tên vào rừng, trộm được thì trộm, cướp được thì cướp, thấy cái vị mà độc giác thì ngài mới ra tay, ngài bắn vị độc giác, bắn vị độc giác để mà cướp cái ý. Thì trong kinh chỉ nói vậy thôi, chỉ sợ những vị sĩ toa là ngài bắn, chứ không có nói là vị độc giác có chết hay không, mà cũng không có nói là ngài cái rút cuộc ngài có lấy được hay không, chỉ nói là ngài cố ý ngài bắn vị độc giác để mà chiếm, để cướp y bạc. Do cái nghiệp đó là ngài đọa là mỏi mòn, và tới lúc mà kiếp chót mà gặp Phật là không có được y bạc, cái nghiệp này nặng không? Đó, thì nhớ trong nên những gì tôi kể nãy giờ là trong cái gọi là chú giải của cái bài kinh này. Tôi muốn nhân bài kinh thì đọc chú giải để kể hết cho bà con nghe những cái điều mà cần lưu ý thôi. Mệt rồi, chúc các vị một ngày vui, một tuần vui, và tuần sau chúng ta học tiếp bài kinh. Cách cha nói kinh sau khiếp lắm, kinh sau khiếp lắm, kinh sau là kinh tôi mê vô cùng, tôi mê đến mức mà tôi nghĩ nếu mà bây giờ mà cho chọn ra mấy bài 110 bài kinh để mà khắc ghi lại đó, trên đá, trên gỗ, thì tôi sẽ chọn trong đó có ba bài, mấy bài kinh mình vừa học, kinh Kalama này, kinh Sinsaba này, kinh Kachanagotta này, kinh Pahiya. Thì chúng ta được biết rằng nhé, là có rất nhiều người tính tâm bây giờ trên toàn thế giới, tôi không nói rõ ở đâu, người ta mê cái chuyện mà xây bảo tháp rồi thờ tâm tạng rồi đó. Có chỗ giờ người ta đang đầu tư cả 100 triệu, cái đó hay lắm ý. Nhưng mà theo tôi á, thì thay vì xài đá cẩm thạch mình đi từng bước ha, thay vì làm đá cẩm thạch cắt thì bữa nào mà, cái thế hệ kế thừa sau mà họ sơ ý nó bị bể thì là hư mà nặng nề lắm. Nếu có bị hỏi tôi muốn khắc không, tôi nói tôi không muốn khắc, mà tôi muốn tổ chức mấy lớp học để giáo lý được lan truyền trong cái đầu của con người, khắc cái cách đó hay hơn. Đó là cách khắc mà tôi cho là best way, best one.
cách tốt nhất. Tức là làm sao mình tuyên truyền và rao giảng giáo pháp mà để cho cái ngày càng có nhiều Phật tử mà giỏi giáo lý nó hay hơn là thờ cũng được. Nhưng mà nếu mà phải cắt thì tôi chủ trương không nên cắt hết. Bởi vì có nhiều cái cắt cho đủ thì được, nhưng mà nó mang tính hình thức, mà tôi sẽ chọn cắt những bài kinh mà thật sự là hữu ích cho bao không, nói gì không được. Kinh nào cũng hữu ích hết, nhưng mà lựa những bài kinh mà gì ta? Khả dĩ mà gọi là lót lòng cho bà con sơ cơ thì chọn bài kinh. Chứ không tôi không cắt hết. Đó là hai chuyện. Thứ nhất là cắt trong đầu người ta hay hơn cắt ở ngoài. Cái thứ hai, nếu phải cắt ở ngoài thì mình phải chọn lọc. Và cái thứ ba là cái chất liệu để cắt. Thì tôi nói cái này nó hơi bậy, nhưng mà lỡ nó luôn. Cái titanium, Việt Nam kêu là titan. Titan. Nếu mà tôi mà phải cắt thì thứ nhất là tôi không cắt hết âm tạng. Tôi hỏi cho nguyên cái tạng ai đi làm cắt ma nó câu chứ với người sao câu. Tôi nghe nó cắt ai đi làm là tôi đã muốn khóc rồi, da gà nó nổi cuồn cuộn rồi. Tôi giảng hồi nãy giờ tôi giảng có nhiều chỗ mà nó đụng ai đi làm mà tôi còn phải đau lòng. Nó chặt cha mình giảng mình nghe trời. Mới có mé mé rồi đó, mới có một gram trong một núi rồi đó. Mà lấy một gram mà mày giảng mình còn ngán. Giảng ai nghe lại. Nói gì là cắt nguyên ai đi làm để ma câu à này. Cho nên tôi thứ nhất là phải lựa. Thứ hai, đừng có cắt trên đá cẩm thạch, nó nặng lắm. Mà nó về nó mà có bề gì nó nứt, nó bể phiền lắm. Tôi cắt trên những tấm titanium á, tấm titan á, nó dày khoảng chừng tối đa là một phân. Khác cái bài kinh này thì bữa tôi có đọc một cái bài báo, người ta nói là 100.000 năm nữa thì dấu vết văn minh trên thế giới nó sẽ còn lại cái gì. Thì trong đó họ nói là 100.000 năm nữa tất cả máy móc, máy bay, xe hơi, tivi, rồi phone, viết gì đó nó đã banh chậm lắm, còn gì hết 100.000. Nhưng mà cái này thì còn. Họ nói cái gì mà nó bằng những cái kim loại mà như là platinum á, platin ấy, hay là vàng, hay là titanium thì còn. Thì dưới lên chút thì có thể là stainless steel, nghe là inox thì maybe, nhưng mà ngon nhất là stainless steel, titanium. Thì tôi nghĩ là những cái tấm mà titan á, những titan á, titanium á, mà nó dày một phân á, hoặc là hơn cũng tốt. Thì mình làm khoảng chừng 45 tấm thôi, 45 tấm. Còn kích thước thì mình tính lại để vấn đề mình coi mình cắt bao nhiêu kinh. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ khác ai coi. Còn khác để thờ thì tôi lại mình thờ mấy cái quyển kinh in giấy đã lỡ in là thờ cũng đã mỏi mòn rồi, không? Nhưng mà giả định mà bà con có ghiền quá thì tôi góp ý vậy đó. Tức là mình làm một cái tháp rồi mình khắc mấy cái tấm đó, mình ốp bên ngoài á, ốp theo mấy cái cạnh đó, thí dụ cạnh bát giác, không bát giác, mình ốp theo mấy cái cạnh đó, mình ốp vô đó thì sau này cái tháp nó có đổ thì mấy tấm này cũng còn, ta đem đi gắn vào chỗ khác. Với titanium á, thì nó kim loại tốt nhưng mà nó không đủ để làm cho ăn trộm, nó tham. Bởi vì mấy tấm titanium mua thì mắc, cái đem bán bao nhiêu tiền đó, rẻ xinh lên. Mua thì mắc, nhất là tính luôn tiền khắc rồi mắc. Nhưng mà đem chôm ra bán bao nhiêu tiền, inox cũng gì, inox đồng thì ten, inox thì nó bền hơn, nhưng mà vẫn không bằng titan, nhớ không? Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau khi nghe tiền sao. Bà con nãy giờ tôi nhìn mặt cha nhân nữa, nhớ cũng muốn lắm là muốn ngưng rồi. Dạ, đi chết đi. Dạ, thiền sư tuần sau. Dạ, là một bài kinh nữa quý vị đã học, và hẹn quý vị tuần sau với bài kinh mới. Xin cảm ơn quý vị và chào quý vị. Nhân vật tiên chào quý vị. Dạ, good night quý vị. À, nha. Dạ, nhân chào.